Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập số 20. Cũng có nghĩa là tập cuối của bộ truyện Ảo Ảnh Ma Pháp của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện. Núi rừng tĩnh mịch, thanh sơn u nhã, không một bóng người. Chốc chốc tiếng chim rừng kêu rúc, lâu lâu tiếng thú rừng gầm rú. Đã là lúc muông thú sống về đêm tỏa ra đi kiếm mồi. Ánh trăng bằng bạc rắc đầy trên mặt đất như soi lối cho người đi. Ai đi? Ai có đầm lược đi vào một đêm như thế này giữa rừng sâu núi thẳm? Họa là kẻ điên. Sạt, sạt. Qua ánh trăng chiếu xuyên kẽ lá, có một bóng người thất thểu đi. Có người đi thật. Ai vậy? Có điên khủng không mà một mình trong đêm vắng lặng lại dám phất phơ đi vào chốn này? Bóng người vẫn thất thểu đi, không kêu, không hú. Từng đốm trăng sáng soi rọi vào gương mặt và y phục. Gương mặt và y phục không nói lên được đây là một người điên. Nghi biểu đường đường sáng láng, y phục tuy không hoa lệ nhưng tươm tất gọn gàng. Không điên sao lại đi vào tận nơi này? Chốc chốc lại đưa tay đấm một quyền vào thân cây nào vô phúc mọc gần bên y. Tiếng động vang dội khắp núi rừng. Điên thật, đúng là một người điên. Giữa đêm thanh vắng, tiếng chuyển động vang thật xa. Tiếng động làm muông thú hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Chim rừng bị động là bay vừa kêu lên inh ỏi. Tất cả tiếng động đó đã làm cho hai người ở mái tít xa phải chú ý. Họ dừng chân nghe ngóng, rồi họ lại phóng đi. Họ lao về hướng phát ra tiếng động. Họ lướt đi thật nhẹ nhàng. Qua ánh trăng, có thể nhận biết đó là một nam nhân và một nữ nhân. Họ vẫn băng mình lướt đi. Tiếng động phát ra gần hơn. Họ dè dặt bước chân hơn. Đã như gần sát ngay bên. Họ cẩn thận hơn, khẩn trương hơn. Và họ đã thấy một bóng người đang thất thểu ở cách họ chưa đầy 10 trượng. Họ dừng chân, chú mục quan sát. Chưa thể nhận ra đấy là ai. Họ dùng mắt ra hiệu với nhau. Cả hai nhận ra tòa vào hai bên lối đi. Nếu đây gọi là lối đi, kẹp bóng người kia vào giữa họ, họ sẽ chân bước tới. Bóng người kia vẫn vô tình và thất thểu đi. Một thân cây vô tội nữa đã bị ăn một quyền. Lợi dụng ngay cơ hội này, hai bóng người đã lướt nhanh tới, vẫn đi theo hai bên mà phóng tới. Họ đã qua được bóng người vẫn tiếp tục đi thất thểu. Họ dừng chân chú mực quan sát kỹ người kia. Thần tình họ xúc động, qua đôi môi họ đang mấp máy. Họ đã muốn kêu lên, và rồi họ cũng phải kêu lên. Cao huynh, cao thiếu hiệp. Cả hai, một nam một nữ, chỉ dám đứng xa mà kêu. Người đi đang thất thểu, được hai người họ gọi là cao huynh. Nghe tiếng người gọi, đồng vội dừng chân lại. Đôi mắt dạ hung quang, nhìn nơi đã phát ra tiếng gọi mà quát. Ai, việc gì mà phải gọi đến ta? Thấy người này, tuy ánh mắt lộ vẻ hung dữ, nhưng giọng nói đã được kiềm chế. Hai người nọ từ từ bước lại, họ kêu lên. Cao thiếu hiệp, là ta đây, Hà Thúy đây. Đó là giọng nói của một nữ nhân. Còn giọng nam nhân thì nói. Cao huynh, là ta đây, huynh còn nhận ra ta không? Đúng rồi, bóng người đi thất thểu chính là Văn Thảo Nguyên, mà hai người nọ vì chưa biết nên vẫn xem là Tiểu Cao. Văn Thảo Nguyên lạnh giọng mà nói. Ra là các ngươi. Các ngươi còn muốn gì nữa đây? Như vậy còn chưa đủ sao? Các ngươi không để ta yên sao? Giọng nam nhân cuống quyết như muốn phân bua. Cao huynh, bọn ta đã tìm Cao huynh biết bao gian khổ. Văn Thảo Nguyên đang ngắt lời. Tìm ta để làm gì? Lúc này ta không màng gì cả. Ta chỉ muốn đi chết cho rồi, các ngươi biết không? Nghe Văn Thảo Nguyên thét lên như vậy, Hà Thúy đã không sợ mà còn nói với nam nhân. Tứ ca, đi thôi. Hắn đã muốn làm con rùa rút cỏ. Chúng mình còn chỉ kéo hắn làm gì? Đi, mình cũng bỏ trốn quách, cho lão quân chủ muốn làm gì kệ lão. Ai chết mặc ai. Văn Thảo Nguyên nghe lời khích của Hà Thúy mà tức giận, người run bắn lên, cơ mặt co co giật giật. Hà Thúy. Hà cô nương chứ? Hà cô nương còn muốn tài hạ phải làm gì nữa đây? Đánh thì không đánh lại lão, càng đánh thì càng nhiều người vô tội phải chết oan. Tài hạ phải bỏ cuộc thôi, để tránh những cái chết vô nghĩa. Rồi đây lão cũng sẽ chết, giang hồ sẽ qua cơn sóng gió.
Lúc này, Hà Thúy đột nhiên bật cười lên, cười như ngây như dại. Văn Thảo Nguyên bực tức vì chàng cười của Hà Thúy đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Văn Thảo Nguyên vội quát lên. Câm ngay, tại sao lại cười? Có gì đáng để cười đâu. Hà Thúy dứt tiếng cười, đưa mắt khinh bỉ nhìn Văn Thảo Nguyên. Không đáng cười à? Nếu giang hồ này đầy rẫy những người có ý chí như ngươi, thì ta hỏi ngươi công bằng ở đâu, chính nghĩa ở đâu? Đến như ngươi mà còn suy nghĩ ấu trĩ đến thế sao? Đến ngươi mà phải cần ta dạy những điều đó sao? Được, ngươi đã nghĩ như vậy thì mặc kệ ngươi, mặc cho Vạn Ngọc Châu vì ngươi mà hy sinh, vì ngươi mà cam chịu tiếng bất hiếu, lỗi đạo với đấng sinh thành. Tứ ca, đi thôi. Hà Thúy cô nương, tôi quả là có lỗi. Hà Thúy cô nương, vậy tôi phải làm gì đây? Cô nương nói đi, tôi xin nghe mà. Từng tiếng nói của Hà Thúy đã như từng nhát chùy nện vào đầu của Văn Thảo Nguyên, tay chân bồn rồn, tâm trí đau buốt. Văn Thảo Nguyên đảo mình chặn bước chân của Hà Thúy đang dắt tay vị tứ ca của mình mà bỏ đi. Văn Thảo Nguyên chặn hướng này, Hà Thúy lặng người đi theo hướng khác. Văn Thảo Nguyên lại xây chân nữa, Hà Thúy vẫn tránh người mà đi. Đến câu cuối cùng, Văn Thảo Nguyên nói mà cứ hổ phát khóc. Hà Thúy thấy vậy mới mỉm cười đắc ý, đình bộ lại nhìn vào mắt Văn Thảo Nguyên mà hỏi. Cao thiếu hiệp chịu nghe lời ta sao? Cao thiếu hiệp không muốn ẩn đi sao? Cao thiếu hiệp không sợ bị lão quân trổ nữa sao? Thiếu hiệp nói đi. Ức lòng, Văn Thảo Nguyên bộc bạch trong cơn phẫn nộ. Sợ hay không sợ cũng không làm gì được lắm. Bất quá vì Vạn Ngọc Châu, vì mẫu thân, vì bao nhiêu người vô tội, tài hạ chỉ biết đến chết là cùng. Tài hạ chết đi rồi, võ lâm này có gì thay đổi? Hãy vẫn chịu sự áp đặt sai khiến của lão ta. Hà Thúy kinh ngạc hỏi, sao lại có mẫu thân gì ở đây? Mẫu thân của thiếu hiệp là ai? Nhắc đến mẫu thân, Văn Thảo Nguyên dường như đã xúc động. Hà Thúy hỏi gặng nữa. Văn Thảo Nguyên nước mắt lưng tròng. Các người nào biết, tài hạ cũng vừa được tỏ tường thân thế, minh bạch lai lịch, mẫu tử mới chấm trùng phùng, những tưởng sẽ được kể bên gối mẹ hầu cận sớm hôm, nào ngờ phút sinh ly lại thành tử biệt. Cố kìm nén cơn xúc động, Văn Thảo Nguyên tỏ cho cả hai người biết lai lịch của mình và kẻ thù hai lần giết cha hại mẹ là ai. Từng lời thuật lại của Văn Thảo Nguyên nghe như xé lòng, Hà Thúy và vị tứ ca nghe mà như đứt từng đoạn ruột. Nghe xong, vị tứ ca gạt vội nước mắt đã trực trào ra mà nói cùng với Văn Thảo Nguyên. Văn huynh, chuyện này rất là minh xác. Chính tài hạ đã từng nghe lão kể lại vào những ngày đầu lão muốn khai tông lập phái như thế nào. Văn tiền bối, đích xác là do tay lão hạ thủ. Thật không ngờ đây chính là lệnh tôn. Thôi, Văn huynh đừng có buồn bã. Ta có việc này cần gấp đến Văn huynh. Việc gì, xin huynh đại cứ nói. Nguyên ta tình cờ có gặp một lão đạo, lão kia ý muốn tìm kiếm Văn huynh. Lão đạo tìm tài hạ để làm gì chứ? Tài hạ nào có quen biết đến lão đạo nào đâu. Ta cũng không biết lão đạo cần gặp Văn huynh làm gì, nhưng ắt có liên quan đến tình thế giang hồ hiện nay, chắc chắn phải liên quan đến lão quân chủ. Lão đạo chỉ đích danh tại hạ sao? Không, không nêu đích danh ai, nhưng theo ta, người lão đạo cần tìm chính là Văn huynh. Sao lạ vậy? Sao huynh đài cho là người lão cần gặp lại chính là tại hạ? Đây, Văn huynh hãy cứ nghe rồi sẽ hiểu. Nguyên văn lão đạo nói như thế này. Tình thế này chính là lúc mà sư tổ nói đến. Ngươi hãy tìm xem, người nào mà có khả năng nhiều nhất để vãn hồi tình thế, hãy đem về đây gặp ta. Sao lại mập mờ như vậy chứ? Lão đạo ấy là người như thế nào? Lão đang ở đâu? Lão đạo ấy là người rất lạ lùng. Đạo gia không ra đạo gia, biết võ công cũng như không biết võ công. Xem chỗ lão ở lại là nơi thoát tục, khó nói được lắm. Nhưng mà Văn huynh đi theo hướng này cũng gần chỗ lão ở. Nếu Văn huynh không ngại, hãy cứ thử đến xem sao. Biết đâu chừng đây là ý trời sắp đặt. Nói về lão đạo này, Văn Thảo Nguyên tuy không có chút hứng thú nào, nhưng vẫn hiếu kỳ mà muốn gặp một lần cho biết. Huống chi đã có một thân võ học phi phàm, Văn Thảo Nguyên nào biết ngán sợ, nên... đi thì đi, huynh đài xin đi trước. Thế là vị tứ ca dẫn đường đi trước, Văn Thảo Nguyên và Hà Thúy theo sau. Đi gần hết canh ba là đã đến nơi. Một mái tiểu am bên bờ dốc thoai thoải, nằm vắt trước tiểu am là một dòng suối, thật là một cảnh nên thơ. Tiếng suối róc rách qua từng kẽ đá, reo lên những giữa đêm trường tĩnh mịch, làm cho tân hồn người như lắng dịu lại mà thưởng thức tấu nhạc thiên thai ở chốn trần gian. Trong tiểu am,
một ánh đèn le lói qua mảnh trường mà soi tò một bóng người. Tóc vấn theo kiểu đạo sĩ thường thấy, râu để dài phất phơ theo từng ngọn gió đêm. Vị tứ ca hắng giọng và nói: "Bạch thầy, đã tìm được người mà thầy muốn gặp rồi ạ." "Vào đi, kẻo sương khuya thấm lạnh." Giọng trầm ấm vang lên, làm ấm lòng người nghe giữa đêm khuya vắng lặng. Xô nhẹ màn treo trướng rũ, cả ba cùng nhẹ nhàng đi vào. Quả thật, lão đạo sĩ không giống như người bình thường. Tuy nhìn chung, lão cũng không có gì là khác thường. Có khác chăng là ở dáng dấp bình thường của lão, không thấp, không mập, không gầy, không giống như người có võ công, nhưng trầm tịch và đôi mắt uy ngời cho thấy người có võ công. Cỏ nhân nói, bình định như núi Thái chính là để chỉ lão đạo sĩ này. Lão đưa mắt nhìn cả ba, chạm ánh mắt nhìn còn lão, cả ba đều cảm thấy không sợ mà phục, không muốn cúi đầu cũng phải gầm đầu xuống. Giọng lão âm trầm lại cất lên, là người này ư? Mắt lão đang hướng về Văn Thảo Nguyên. Không phải nhìn cũng biết lão đạo sĩ nói về ai, vị tứ ca thừa. Bạch thầy, đúng vậy. Vì nếu lão đạo sĩ chỉ nhìn Hà Thúy mà hỏi, ắt sẽ thêm vào câu hỏi nữa là nữ nhân à. Lão xem xét qua một lượt, từ đầu đến chân của Văn Thảo Nguyên, đoạn lão bảo cả ba. Ngồi xuống đi. Hương trầm từ một đỉnh hương gần đó tỏa ra thoang thoảng, nghe mà nhẹ cả người lâng lâng. Lão đạo sĩ lại lên tiếng. Giang hồ loạn lạc, do đâu mà ra, thiếu hiệp nói đi. Còn do đâu mà ra nữa mà lão hỏi như vậy? Không phải là do lão quân chủ ỷ trượng vào võ công siêu phàm, ỷ trượng vào thần đao tứ quang mà mong đè đầu cưỡi cỏ mọi người sao? Văn Thảo Nguyên tự nhủ vậy, nhưng sau một lúc suy nghĩ, Văn Thảo Nguyên lại thấy không đúng nên nói. Mới đầu nghe đạo trưởng hỏi, Vãn Sinh đã nghĩ ngay được lời đáp, nhưng suy đi nghĩ lại thì Vãn Sinh lại có nhận định khác. Buông lửng câu nói, Văn Thảo Nguyên chờ phản ứng của lão đạo sĩ. Nãy giờ lão lim dim mắt, bây giờ mắt lão lại mở ra nhìn Văn Thảo Nguyên, lão nói ôn tồn. Thiếu hiệp hãy nói tiếp đi. Văn Thảo Nguyên vội tiếp lời. Chính tà vốn bất lưỡng lập, đạo vượng ma tiêu. Ngược lại, đạo sẽ tiêu nếu ma vượng. Nhưng cái gì là chánh, cái gì là tà? Sao gọi kẻ này là tà, kẻ kia là chánh? Tiêu chuẩn đâu mà quyết đoán được? Bang phái ư, xuất xứ võ học ư, hay mà do hành động của họ, do bề ngoài của họ mà nói vậy? Võ học tà ma tâm chánh, việc này không phải là không có. Ngược lại, xuất môn của một người là chánh, nhưng tâm họ bất chánh, thì có được gọi là tà không? Hoặc một người có dã tâm, có toàn tính riêng, hai tay mà bưng hết mắt thiên hạ, khéo che đậy, được xưng tụng là đại hiệp, vậy là tà hay chánh? Bưng biết được thì là chánh, không che đậy được thì có cam chịu mình là tà không? Nhìn lão quân chủ mà xem, dáng vẻ bên ngoài ai dám nói là tà? Võ học thì là của tiên gia, tà sao được mà tà? Vậy mà tà tâm của lão đã thắng được chánh môn. Loạn của giang hồ đều do dã tâm của người giang hồ mà ra. Tham danh ấy cũng bởi tà tâm, tranh lợi cũng do tà tâm. Có tà tâm, có đố kỵ, ắt phải có loạn. Vãn Sinh nói như vậy có đúng không, thưa đạo trưởng? Dáng lão đạo sĩ lúc này bỗng trở nên trầm tư, gật đầu khi nghe câu của Văn Thảo Nguyên hỏi, lão mới nói. Thiếu hiệp tuổi còn trẻ, nhưng đã có cái nhìn bao quát, xuyên suốt hết chiều dài lịch sử võ lâm. Còn thiếu hiệp thì sao? Thiếu hiệp là tà hay là chánh? Nghe câu hỏi của lão đạo sĩ mà Văn Thảo Nguyên ngẩn cả người. Với câu hỏi này, Văn Thảo Nguyên giật mình mà tự xem lại chính mình. Mình là tà hay là chánh? Chánh được sao khi hai tay mình đã nhuốm máu? Tà ư? Đã là tà, sao lại chê trách người ta là tà? Còn nếu bảo việc mình làm là đúng với ước vọng của mọi người thì đã đúng chưa? Công luận của võ lâm không phải lúc nào cũng đúng. Hành động trước đây của sư phụ không phải là đáp ứng kỳ vọng của số đông người đó sao? Sư phụ lại hối hận. Tà chánh, thế nào gọi là tà, thế nào mới được gọi là chánh? Mơ mơ hồ hồ, Văn Thảo Nguyên tự mình hỏi lấy mình. Đến lúc thần trí cơ hồ rối loạn, Văn Thảo Nguyên đã nói với ý nghĩ thành lời lúc nào không hay. Lão đạo sĩ nghe được những lời này, lão cười và nói. Thôi, thiếu hiệp đừng tự làm khổ não mình nữa. Biết suy xét lấy việc của mình làm, đắn đo trước lời của mình nói đã là hay lắm rồi. Sư tổ của ta đã vì vấn đề này mà không tự ngớt dằn vặt lấy mình. Xem đây. Lão đạo sĩ đưa tay chỉ vào bức hoành phi to lớn treo ngay trước mặt của lão. Mà khi cả ba người lúc bước vào, do vẻ uy nghi của lão, cả ba không kịp nhìn đến bức hoành phi bằng lụa tốt, màu trắng ngà của thời gian. Trên bức hoành phi chỉ có mỗi hai chữ. Tà, chính.
Chắc có lẽ sư tổ của lão đạo sĩ đã từng ngồi chỗ của lão đạo sĩ bây giờ đang ngồi mà trầm tư, mà suy niệm về hai chữ chánh tà. Đợi mọi người đã nhìn xong, lão đạo sĩ đưa tay vào ngực áo, lôi ra một hộp nhỏ dài bằng gỗ mun. Lão đặt trước mặt của Văn Thảo Nguyên mà nói: "Chắc có lẽ Thiếu Hiệp đúng là người ta muốn tìm. Không, phải nói như thế này mới đúng. Thiếu Hiệp là người mà sư tổ ta muốn gửi gắm ủy thác. Thiếu Hiệp hãy mở hộp này ra mà xem. À, trước hết hãy đọc qua hàng chữ niêm trên miệng hộp." Đưa tay cầm lấy chiếc hộp gỗ, Văn Thảo Nguyên cảm nhận được là cái hộp gỗ rất nhẹ. Không hiểu trong hộp gỗ chứa vật gì. Nghĩ vậy, Văn Thảo Nguyên mới xem qua hàng chữ được vết ngay ở tờ giấy dùng để niêm miệng hộp. "Đợi đến lúc lửa bỏng dầu sôi, hãy mở hộp này ra." Văn Thảo Nguyên lại đưa mắt nhìn lão đạo sĩ, lão nói: "Thiếu Hiệp cứ tự nhiên." Gỡ nhẹ tờ giấy niêm ra, Văn Thảo Nguyên hé mở nắp hộp. Nhìn vào, một mảnh lụa hoa tiên xếp gọn, bên dưới là một cuốn lụa. Đặt hộp gỗ xuống, nhón tay cầm mảnh hoa tiên lên. Mở ra, Văn Thảo Nguyên đọc được: "Lấy giữ đáp lại giữ, lấy mạnh diệt mạnh ấy là trí. Ta tự cho là đã thông huyền lẽ đạo, thế mà trước đây ta đã làm một việc bất trí. Vệ Ngoã đưa người vào Trung Nguyên toan làm loạn, ta đã chặn đứng được việc này. Nhưng cách làm của ta là cách làm của kẻ bất trí. Sau đó ta về đây suy nghiệm lại một lần nguy khốn, đó là hậu quả của việc làm bất trí của ta. Người nối nghiệp ta không đủ huệ trí, do đó ta lưu lại chỉ pháp độc tôn cho người. Hãy vì võ lâm Trung Nguyên mà trừ hại, nên nhớ đừng làm điều ta đã làm. Dung được thì dung, không cần ra tay. Một khi đã ra tay thì quyết không được dung, ấy là luật trời. Tử Hà Thượng Nhân." Văn Thảo Nguyên đọc mặt đổ mồ hôi, sợ cho việc biết rõ sự việc sau này của Tử Hà Thượng Nhân, mừng cho sư phụ mình may mà thoát chết, tránh được lưới trời buông phủ. Đưa mắt nhìn quanh, lão đạo sĩ và Hà Thúy cùng vị tứ ca đã đi đâu cả rồi. Yên tâm vì không phải giải thích về thái độ của mình lúc vừa rồi, Văn Thảo Nguyên mở cuốn lụa ra xem. Phía trên đầu cuốn lụa có ghi rõ: "Duy ngã độc tôn chỉ pháp, người tham luyện phải có chánh tâm, bằng không sẽ chết ngay vì tàu hỏa nhập ma. Đừng trách ta sao không nói trước." Đọc qua một lượt về yếu huyệt, Văn Thảo Nguyên không biết là do mình có huệ trí cao hay là do lời viết dễ hiểu, mà Văn Thảo Nguyên đọc đến đâu hiểu được đến đó. Thấy không đến nỗi khó luyện, chủ yếu là chỉ pháp là lấy đất mẹ làm sinh lực, lấy trời cha làm khí lực, hợp với tâm ý của mình mà phát ra thành chỉ lực. Văn Thảo Nguyên ngồi đó mà luyện luôn. Mở mắt ra đã thấy Hà Thúy đứng gần đó, trên mặt không giấu được vẻ bồn chồn. Văn Thảo Nguyên cười nhẹ và cất tiếng hỏi: "Hà cô nương đã đến lâu chưa? Có việc gì không mà xem cô nương có vẻ lo lắng vậy?" Thấy Văn Thảo Nguyên đã lên tiếng, Hà Thúy cảm mừng nói ngay: "Thiếu Hiệp đã luyện công xong chưa? Đêm qua có một việc mà ta chưa kịp nói với Thiếu Hiệp." "Đêm qua? Mới chỉ có một đêm thôi sao?" Đưa mắt nhìn bầu trời qua bức chướng, thấy vẫn còn tối, mà sao Hà Thúy lại bảo là đêm qua? Hà Thúy hiểu bèn nói: "Thiếu Hiệp đã luyện công hết một ngày và một đêm, bây giờ đã là canh đầu của đêm rằm tháng 9. "Đêm rằm ư? Vậy là đã một lần rằm nữa. Có việc gì xin cô nương cứ nói, tài hạ đã tham ngộ xong cả rồi." Hà Thúy gương mặt lộ vẻ tột cùng sung sướng nói: "Đã tham ngộ xong rồi sao? Vậy thì hay quá, chuyện là như vậy." Cô ta lặp lại sự xuất hiện và những lệnh của võ lâm thần toán cho Văn Thảo Nguyên nghe. Đoàn cô ta hỏi: "Thiếu Hiệp là cung chủ, cung nào, ở đâu?" Không để tâm đến lời chất vấn của Hà Thúy, Văn Thảo Nguyên nhẩm tính rồi nói: 3 ngày à? Vậy đúng là ngày hôm nay rồi. Và hôm nay cũng chính là kỳ hạn 1 tháng của lão quân chủ. Không được, Hà Thúy cô nương hãy mau chỉ lối cho tại hạ. Mau lên kẻo không kịp. Nếu hai bên mà đụng nhau lúc này, ắt ảo ma cung không tồn tại được nữa. Mau lên cô nương, mau lên. Cuống quýt mà nói, cuống quýt mà hỏi, Văn Thảo Nguyên làm Hà Thúy càng thêm bối rối. Đưa tay chỉ ra ngoài, Hà Thúy vội nói: "Thiếu Hiệp nếu muốn quay lại Kim Lăng thì cứ đi theo hướng này, cách chừng 50 dặm. Rồi Thiếu Hiệp chừng nào quay lại? Thiếu Hiệp có phải là cung chủ gì đó của bọn người võ lâm thần toán không?" Nói một thôi một hồi, quay lại đã không thấy Văn Thảo Nguyên đâu nữa. Văn Thảo Nguyên đã biến đâu mất rồi, đi lúc nào Hà Thúy không hay. Hà Thúy chỉ biết đứng yên mà nhìn theo hướng đã chỉ cho Văn Thảo Nguyên đi, mà khẩn cầu cho Văn Thảo Nguyên trả được mối thù, diệt được lão quân chủ. Năm mươi dặm đường,
Đối với việc cấp bách như lửa xém chân này, Văn Thảo Nguyên với tốc độ khinh công, với mọi khả năng có thể đạt được, Tản Canh đã thấy một vùng mộ địa ở thấp thoáng đằng trước. Vẫn không chậm chế, Văn Thảo Nguyên cứ lướt nhanh tới, tiến lại càng gần, càng nghe rõ tiếng binh đao chạm nhau, tiếng la hét dậy trời. Vùng mộ địa trở thành bãi chiến trường. Người nằm dưới lòng mộ địa, cơ hồ muốn ngồi bật dậy cả lên mà xem cuộc chiến, mà đón tiếp những người vừa mới chết. Văn Thảo Nguyên hận mình không cách nào mà bay ngay đến. Đôi chân càng thoăn thoắt hơn, khí lực trong người như toát cả ra xuống đôi chân đã quá mệt mỏi. Rốt cuộc rồi Văn Thảo Nguyên cũng đến nơi. Một tia loáng thoáng vừa nhìn qua, Văn Thảo Nguyên đã thấy được lão quân chủ. Lão quân chủ như tướng giữa ngàn binh tốt, như hổ giữa bầy thú hoang bé nhỏ. Lão đi đến đâu, nơi đó có người gục ngã. Lão dừng nơi đâu, lại có người nằm xuống. Miệng lão cười khẳng khặc. Song thủ của lão như đôi cánh bướm chập chờn. Quạt, trường, chảo, chụp, đấm. Lớp lớp thây người chồng chất. Giờ đây, vây quanh lão là võ lâm thần toán, tà hữu thần nguyên định, lỗ trung, tứ đại hộ pháp cùng trợ thủ. Cứ nhằm lão mà đánh, không để ý đến ba tiên chuyên lệnh sứ, đệ nhất, đệ nhị và đệ lục, lâu lâu lại tung lén một đòn. Tất cả môn nhân ả ma cung đều đã đến đây. Tất cả bọn họ đều thất điên bát đảo. Nhìn qua, Văn Thảo Nguyên đã lượng được tình thế, thân hình vụt bổng lên, cất lên thật cao, xả xuống thật lẹ, song thủ đồng loạt vung ra, miệng thét lên. Đừng dò thói hung hăng, xem này. Tình thế khẩn cấp, ả ma phục ma trưởng đã phải tung ra, đỡ lấy song trưởng của lão ác ma đang nhắm vào tà hữu thần mà vỗ xuống. Kình lực như di sơn đào hải của Văn Thảo Nguyên ào ào kéo đến. Thất kinh cho song trưởng này của đối phương, lão quân chủ tạt mạnh cả hai trưởng vào song trưởng và đổ ụp xuống. Tả hữu thần nguyên định và lỗ trung thân hình nhảy tránh sang một bên. Từ đầu cuộc chiến cho đến lúc này, mọi người tham chiến đều chưa hề nghe tiếng nổ nào kinh thiên động địa đến vậy. Tất cả đều dừng tay quan sát nhanh xem cái gì vừa gây ra tiếng nổ. Tất cả đều nhìn thấy lão quân chủ chân cày xuống đất, lùi lại ngược về phía sau đến cả tám thước. Còn Văn Thảo Nguyên uy nghi như một thiên thần giáng thế, sừng sững đứng lòm lòm nhìn lão quân chủ. Văn Thảo Nguyên vẫn nhìn vào lão quân chủ nói: Lão ác ma, chớ hung hăng mà hiếp người thái quá. Lão quân chủ cũng nhìn sững Văn Thảo Nguyên: Là ngươi, ngươi không chết. Ngẩng mặt lên mà cười, Văn Thảo Nguyên nói: Ta chết sao được, ta chết đi thì ai thay ta báo kiều rửa hận, mặc cho lão hành hành trốn giang hồ sao? Đâu có được, đâu dễ dàng như thế được. Không cần nhiều lời nữa, hãy đỡ trưởng đây. Tiếng quát vừa dứt, thân hình của Văn Thảo Nguyên đã theo ảo ma bộ pháp mà mất dạng, cuốn quanh lão mà đánh, xoay canh lão mà tung trưởng, hết trưởng này đến trưởng khác liên tu bất tận. Thân hình lão quân chủ cũng thoạt ẩn thoạt hiện, hai tay lão xoay tròn mà vung ra đòn đỡ mà phát công. Bùng bùng ầm ầm bùng. Đòn đỡ trường lực của lão ác ma, Văn Thảo Nguyên thấy kinh khiếp cho công lực của lão, sợ cho võ học của Thái Hà Đồ Tiên giải. Ảo ma bộ pháp không làm rối mắt lão. Ngược lại, thị tuyến của Văn Thảo Nguyên cơ hồ không nhận được lão đang đứng ở đâu. Trưởng chạm trưởng, thân hình đôi bên cùng giống động. Suýt mấy lần, Văn Thảo Nguyên ngỡ đã trúng trưởng của lão. Mấy lần đã định dùng duy ngã độc tôn chỉ pháp của Tử Hà Thượng Nhân, nhưng lại không dùng được vì phát chỉ vào đâu khi không nhận định được nơi lão đang đứng. Không xong rồi. Văn Thảo Nguyên nhủ thầm, vội thay đổi đấu pháp bằng cách. Một lần nữa, ảo ma phục ma trưởng với cả 12 thành công lực đã đánh ra. Lão ác ma cũng trường ngày lại mà đón đỡ. Lúc này mà vung chỉ tôn thì thật là đúng lúc. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Sức lực đâu nữa mà phát chỉ công. Một khi chân khí đã dồn cả vào ảo ma phục ma trưởng. Một lần nữa tiếng nổ lại phát lên, đinh tai lọng óc. Thân hình của cả hai đã như cây sậy trước gió lắc lư, nhưng không ai ngã ra cả. Một giây lát dừng tay, lão quân chủ nạt: Tiểu tử, bọn này là bọn nào, sao lại đến cả đây? Văn Thảo Nguyên nhân cơ hội mà điều hòa chân lực, đưa mắt nhìn mọi người. Họ đều đứng vây quanh mà quan chiến. Họ đứng thành tốp một. Ít thì có ba tên chuyên lệnh sứ và một hai tên kim lệnh sứ. Đồng nhất là môn nhân ảo ma công. Họ lúc này mới thấy vui mừng khi tận mắt chứng kiến võ công kinh người của công chủ của họ. Nhưng họ vẫn sợ. Sợ cho đối thủ của công chủ là một kẻ võ công trên cả bậc thượng thừa, có khi trên cả công chủ của họ. Họ hận không thể xen vào mà tiếp trợ được,
vì xông vào là chết. Họ chết đã đành, có khi lại làm cho cung chủ phân tâm mà nguy hại. Nhóm người ít hơn một chút cũng đang đứng nhìn là hào sĩ Võ Lâm, vì bắt buộc mà phải suy tôn lão làm quân chủ. Họ kéo cả lại đây, họ không biết phải làm sao. Đánh hôi lão quân chủ thì họ không dám. Ập cả vào mà đánh Văn Thảo Nguyên họ lại không nỡ. Hơn nữa, còn toán người lạ mặt đang đứng gần ngay bên. Đấy là phe nào? Lạ lắm, họ không biết được. Nhưng liệu toán người này có chịu đứng yên khi nhìn thấy tất cả đều ùa vào mà đánh Văn Thảo Nguyên? Do đó, họ đành phải đứng yên mà nhìn. Văn Thảo Nguyên nhận được ánh mắt khích lệ của môn nhân ảo ma công như được tiếp thêm sinh lực. Nghe lão quân chủ hỏi, Văn Thảo Nguyên nhìn lại lão mà đáp. Tội lỗi của lão đã làm động nộ đến đất trời. Họ là ai? Họ là cô hồn giã quỷ hiện thân về mà đòi nợ máu của lão đó. Lão quân chủ giận quá hét lên, tiểu tử muốn chết. Liền theo tiếng quát là trưởng lão đã vùng ra, lạng người thật nhanh mà tránh trường. Lão lại thét lên, sao không dám đối trường cùng ta nữa sao? Vậy thì cút đi. Thân hình lão vụt chớp động, lão đã lao vào Văn Thảo Nguyên mà đánh, không cho Văn Thảo Nguyên thoát chạy. Nhân cái lạng người vừa rồi, Văn Thảo Nguyên đã tính sẵn. Văn Thảo Nguyên bấm đầu ngón chân vào một thanh trường kiếm của ai đó đã đánh rơi. Thanh trường kiếm theo cái bấm mà nhảy vào tay Văn Thảo Nguyên. Trường của lão đã xô đến, bủa kín người của Văn Thảo Nguyên. Văn Thảo Nguyên tức thì vũ lộng trường kiếm, đón đỡ từng đợt trường phong của lão. Nhanh trong nháy mắt, Văn Thảo Nguyên vừa quát vừa dùng kiếm khích lão. Xem kiếm đầy. Ảo ma kiếm pháp liền diễn ra. Vẫn thấy lão hai tay không, chỉ dùng ống tay áo nghênh tụ công lực mà đón kiếm. Văn Thảo Nguyên nghĩ thầm, mình cố tình sử kiếm để lão lấy thần đao tử quang mà nghênh đón, sao lúc này lão lại chưa dùng đến thần đao? Lão khinh thị mình ư? Để xem nào. Bỏ giờ ảo ma kiếm pháp, Văn Thảo Nguyên bắt đầu sử dụng luôn đệ nhất thức ảo ma hàng tà. Lão cứ dùng tay áo mà đón né, kinh lực của lão vận vào hai ống tay khiến hai ống tay cứng lại như tợ kim khí. Dùng kình phong mà đẩy kiếm thế của Văn Thảo Nguyên, dùng ống tay áo đã vận cương kình mà đỡ giạt chiêu kiếm. Lão đã qua một chiêu đệ nhất thức, vẫn chưa thấy thần đao tử quang xuất hiện. Đệ nhị thức của ảo ma phục tà liền vận khởi liền sau đó, vẫn chưa thấy tử quang thần đao. Vẫn tay áo mà xô mà giạt kiếm thế, vẫn hai ống tay áo như tấm thép đỡ chặn chiêu kiếm. Hết cả hổ nghi, hết cả e dè, hết cả lo ngại, Văn Thảo Nguyên lại nhớ lại tình thế và đêm giảm trước cách nay một tháng. Hét lên một tiếng tựa sấm nổ, Văn Thảo Nguyên tận dụng hết sức bình sinh, tung luôn chiêu cuối cùng của ảo ma kiếm pháp tuyệt truyền, tức là chiêu ảo ma tịch tà đệ tam thức. Một vòng khí lạnh lùng âm u vây kín người lão ác ma. Một quầng sáng xuất hiện giữa vòng khí như ánh dương quang xói xé vào cả màn mây đen đang che phủ. Tất cả đều phủ chụp xuống đầu của lão ác ma. Chết, chết. Đồng thời, lão cũng thét lên một tiếng với Văn Thảo Nguyên. Hai ống tay áo lúc này được lão sử dụng như thuẫn sắt che kín đầu lão. Lão dồn bộ xuống, cơ hồ muốn chạm đất. Hai chân lão dẫm đạp vào nhau. Mặc kệ nhục nhã, bỏ mặc vinh quang, thân hình lão lăn tròn trên mặt đất, hai ống tay áo phủ kín người nửa thân trên. Lão cứ để vậy mà lăn. Nhắm đã tránh thoát vùng nguy hiểm, hai ống tay áo cất ra khỏi người, nhắm mặt đất mà đập loạn. Hai chân một co một duỗi, chọi vào đất mà búng đi. Thân hình lão theo những cái đập tay mà cất lên, theo những cái chối chân mà lao đi. Như trường tiễn rời khỏi dây cung mà bắn xa, thật xa. Văn Thảo Nguyên đứng yên mà phòng bị, ngỡ lão sẽ hạ thân, sẽ lấy thần đao tử quang ra, sẽ vận kình lực, sẽ sử thuật phi đao mà lấy mạng mình. Nào ngờ lão đã thoát đi luôn, không buồn ngó lại, không kêu không thét, không dọa nạt lẫn giận dữ, cứ thế mà lão chạy càng lúc càng nhanh. Văn Thảo Nguyên chợt hiểu, lão không mang thần đao tử quang theo người, lão khinh thường mọi người. Cũng đúng, lão không ngại Văn Thảo Nguyên. Ai đã giải cấm chế cho Văn Thảo Nguyên mà lão ngại? Hay là lão đã biết cấm kỵ của thuật phi đao, cấm sự tà dâm? Điều nào cũng đúng cả. Văn Thảo Nguyên nhìn mọi người, có kẻ đang ngẩn ngơ, có kẻ đang sợ, có kẻ đang vui mừng. Quyết không cho lão thoát, không dung được thì dứt khoát chẳng nới tay, Tử Hà thượng nhân đã dạy thế. Trong lòng Văn Thảo Nguyên nghĩ vậy, liền theo ý nghĩ, Văn Thảo Nguyên vừa tung mình chạy theo lão quân chủ đại gian ác, vừa hạ lệnh cho Võ Lâm thần toán. Lão toán, thu dọn. Nhìn theo hướng Văn Thảo Nguyên chạy đi, Võ Lâm thần toán cũng chạy theo sau khi truyền lệnh tiếp mệnh lệnh. Tứ đại hộ pháp theo lão, còn mọi người thu dọn và đi sau. Cả năm người cùng vút đi ngay. Họ không còn lo gì nữa,
mọi việc ở đây đã có Tả Thần Nguyên Định, Hiếu Thần Lỗ Trung, ba đường chủ và các môn nhân còn lại cũng đủ rồi. Họ yên tâm mà đi, lo cho công chủ mà theo sau. Văn Thảo Nguyên nhìn thấy dáng lão quân chủ ở xa xa, vừa tiếp tục đuổi vừa hét vang. Lão ác ma, mau đứng lại mà chịu chết. Xem kìa, khí thế của lão đâu cả rồi, dừng lại nào. Xem lão kìa, vậy mà đòi làm minh chủ, đòi độc bá quần chúng ư. Lão chạy đầu, phen này lão khó thoát được tay ta. Lão có nhớ Bạch Nguyệt truy kiếm Văn Thiên Linh không? Phải lão đã hạ thủ không? Hãy đứng lại mà đền mạng cho gia gia ta. Mẫu thân ta cũng bị hồng đạn tử vân hương của lão mà chôn thây trong lòng mộ địa. Hãy trả mẫu thân ta đây. Lão chạy đầu. À, lão định về hang ổ của lão sao? Có về đấy thì cũng phải chịu chết thôi. Chửi rủa, dọa nạt, khiêu khích, lão ác ma vẫn cứ chạy, cứ băng mình mà lướt đi. Ngay câu cuối của Văn Thảo Nguyên vừa dứt là lão đã đặt chân lên một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn đó, chặt đứt cả dây neo bằng ống tay. Vẫn hai ống tay áo mà lão vừa quạt vừa đẩy cho thuyền lướt đi veo veo về hướng quân sơn giữa hồ Động Đỉnh. Lướt người đến hồ, Văn Thảo Nguyên nhìn quanh tìm kiếm một chiếc thuyền. Không có thuyền, chiếc rào tre lão vứt lại còn nằm đó. Không biết mình có làm được hay không, Văn Thảo Nguyên cấp chí xanh liều chụp ngay cây xảo tre. Sẵn trường kiếm còn cầm trên tay, phát nhanh vào xảo tre. Phập, phập, phập. Xảo tre bị đoạn thành 10 đoạn nhỏ. Ôm hết vào lòng, vứt ra xa trên mặt hồ một đoạn nhỏ. Hét lên một tiếng, người bay bổng lên không, nhắm vào đoạn tre đang dập dành trên mặt nước mà phóng. Chân sắp dẫm vào đoạn tre, nhanh tay ném về phía trước một đoạn tre nữa. Tụm. Không lường trước được, chân Văn Thảo Nguyên dẫm mạnh vào đoạn tre, y muốn lấy đà mà nhảy tới nữa. Thân hình theo đà nhấn chìm cả đoạn tre sâu vào lòng nước, ngập đến gần nửa thân. Cả sợ, Văn Thảo Nguyên hít vào một hơi chân khí, đưa nội lực lên thượng bản, người nổi hẳn lên. Không dám dậm vào đoạn tre để lấy đà sợ chìm, Văn Thảo Nguyên bối rối nhìn quanh. Nhìn lại phía trước, thấy thuyền của lão ác ma đã đi khá xa. Văn Thảo Nguyên càng bối rối hơn, phúc bí tâm linh. Văn Thảo Nguyên nhìn thuyền lão băng băng mà lướt, chợt nảy ra một ý. Không chần chừ, vẫn đưa nội lực lên thượng bản, trong người nhẹ thêm, tay cầm một nan tre, vận lực ném mạnh về phía sau. Lạ thay, thân hình của Văn Thảo Nguyên đứng trên đoạn tre mà lướt tới trước, làm cho người Văn Thảo Nguyên muốn ngã ngửa. Cố giữ thăng bằng, người vẫn lướt đi, thân hình vẫn dần ổn định. Văn Thảo Nguyên ném tiếp về phía sau một đoạn tre nữa, thân hình vẫn cứ trao nghiêng mà lướt tới. Nhìn lại phía trước, thấy thuyền của lão ác quân chủ hầu như đã chìm khuất dần trong màn sương. Văn Thảo Nguyên tuy giận nhưng cố giản lại, điềm tĩnh mà giữ ổn tinh thần. Ném tiếp, lướt tiếp, rồi đến lúc hết nhắn những đoạn tre, còn gì để ném, không lẽ ném cả trường kiếm. Chợt nhớ lại hành động lúc đi thuyền của lão quân chủ, Văn Thảo Nguyên thầm tự mắng mình. Rõ thật là ngốc. Dắt trường kiếm vào lưng, hai tay áo phất mạnh về phía sau, cố giữ ổn thân mình đang đứng vững trên đoạn tre. Người của Văn Thảo Nguyên lướt ảo tới. Khom mình xuống một chút, phất mạnh tay áo một lần nữa, thân hình bình ổn hơn, lướt đi xa hơn. Mừng quá, Văn Thảo Nguyên cứ thế mà vung tay áo quạt, người như tên bắn mà lướt đi vồn vụt, không bao lâu đã đến được quân sơn. Thuyền nhỏ của lão quân chủ ác ma nằm trong chơ ra đó. Nhảy phát lên bờ, rút phăng thanh trường kiếm, một mạch nhắm ngay quân sơn đạo A mà chạy. Đã đến cổng tam quan. Bình! Tông ngay một cước vào ngay cửa cổng. Cánh cửa cổng đổ sầm. Mặc kệ, chạy tiếp. Đến cổng tam quan khác. Bùng! Vút ra một ngọn trường khi còn ở cách xa cổng trường non trường. Vút! Cánh cửa cổng ngã ra chưa kịp đổ sầm, thì thân hình của Văn Thảo Nguyên đã vút lướt bay vào. Bất chấp thế trận kỷ môn, không màng đến màn sương khói mà mở răng phủ. Chân đạp lộ, tay vung trường, người băng đi. Sừng sững trước mặt là quân sơn đạo am, kể ngay dưới chân là khoảng sân trống. Qua khỏi sân trống, đứng sừng sững, uy nghi và ngay chữ địa ở giữa sân. Cửa quân sơn đạo am vụt mở tung ra, hương trầm ngào ngạt tỏa ra. Theo sau hương trầm là lão quân chủ đại ác. Lão đã kịp thay y phục, khoác vào mình đạo bào gấm theo chữ quân. Đường bệ bước ra, lững thững mà đứng lại, môi khẽ nhếch nụ cười độc ác. Mắt té huông quang dữ dội, hai cánh mũi phập phồng, đầu tóc khẽ rung rung, mặt lão dần dần đỏ. Đang sùng huyết hay đang vận toàn lực? Không thể biết được, song thủ từ từ nâng lên,
trong hữu thủ là thần đao tử quang. Chân lão khẽ di động, miệng lão khẽ thốt lên: "Ngươi là người họ Văn?" Văn Thảo Nguyên cũng nhích dần tới, hữu thủ vẫn dương trường kiếm và đáp: "Đúng, thiếu gia là di cô của Bạch Nguyệt Truy kiếm." Chân của lão quân chủ đạp đúng giữa chữ thiên trên sân, lão lại hỏi nữa: "Ngươi thật sự muốn báo thù? Ngươi thật sự không sợ thần đao tử quang sao? Ngươi không sợ rằng ngươi sẽ chết ư?" Văn Thảo Nguyên đã đi gần hết sân chữ địa, sau đó đáp: "Việc gì thiếu gia phải sợ? Sợ mà thoát được chết sao? Lão nói đi." Lão vẫn không ngừng bước, đã đi hết gần sân chữ thiên, lão lại nói: "Nếu ngươi muốn sống thì sẽ được sống, cớ sao lại không được? Ngươi nên nhớ, lần này không ai ở đây mà ngăn cản được ngươi khỏi chết vì thần đao tử quang đâu." Dè dặt không muốn bước lên bậc tam cấp dẫn lên sân chữ nhẫn của quân sơn đạo am, Văn Thảo Nguyên dừng lại ở cuối sân chữ địa, sau đó nói: "Không phải dườm lời, hôm nay đã đến lúc lão phải đền tội. Tội của lão quỳ thần đều oán trách, người người đều kinh tởm." Chân của lão quân chủ đã đặt lên tam cấp dẫn xuống sân mang chữ nhẫn, lão nói: "Kẻ nào dám buộc tội ta, kẻ đó chắc chưa sanh ra đây." Vẫn đứng một chỗ, Văn Thảo Nguyên khinh bỉ mà nói với lão: "Lão ác ma, lão đã lầm rồi. Người buộc tội lão đã sanh ra tử lâu. Lão biết người đó là họ Nam Cung không?" Chân lão khẽ run, cố kiểm lại, lão vẫn đứng giữa trường tam cấp. "Nam Cung là lão ư? Không phải ta đã giết lão rồi sao? Còn lão, cháu ngoại của lão, còn ai nữa, mà sao ngươi biết việc này?" Nghe lão nói như vậy mà Văn Thảo Nguyên lo sợ cho mẹ con của Nam Cung Ngọc, nhưng không dám hỏi đến, e lão biết sẽ nguy hại đến tính mạng của mẹ Nam Cung Ngọc nếu đến nay bà vẫn còn được sống. Văn Thảo Nguyên tiếp: "Con của Tư Đổ gia, Trịnh gia, Đinh gia đã không ngớt lời nguyền rủa lão, đến cả con của lão cũng không cam chịu có gia gia như lão." Chân lão càng run rứ, lão đứng đã không muốn vững, lão phải bước đi, bước đi cho chân bớt run, và lão đã bước hẳn xuống chân mang chữ nhẫn. Lão nói: "Con ta, Châu Nhi, ngươi biết Châu Nhi?" "Châu Nhi nói sao? Châu Nhi biết gì mà oán trách ta, biết gì mà buộc tội ta?" Thấy lão xúc động mà hai tay lão từ từ nhập lại, kẹp thật đao tử quang vào giữa. Văn Thảo Nguyên chuyển kiếm sang tả thủ, hữu thủ nắm chặt lại, dựa theo yếu quyết mà đưa dần kình lực ra ngón tay chỉ hữu, chuẩn bị chỉ pháp duy ngã độc tôn, miệng vẫn đối đáp: "Vì không muốn thấy ngày tàn của lão, Vạn Ngọc Châu giờ chắc đã bỏ đi xa, đi thật xa, không muốn nhìn thấy ai mà bẽ bảng cho thân phận." Mặt lão đỏ sọng lên, lão bước thêm vài bước nữa, sắp đạp lên chữ nhân vào khoảng giữa sân. Lão hét lên một tiếng thật to như muốn lấp đi lời của Văn Thảo Nguyên vừa nói, như muốn chối bỏ, như không muốn tin vào lời của Văn Thảo Nguyên. "Ngươi nói lão, ta không tin, ta không thèm tin vào những lời nói sáo sược của ngươi. Cầm ngay không ta giết ngươi, ta giết ngươi." Tâm thần lão đã hoang mang đến tột cùng, lão nổi giận đến tột độ, khí lực lão đã vận dụng đến tận cùng. Rất tiếng thét, lão không kiềm chế được nữa, hai tay lão chớp động. Hữu thủ Văn Thảo Nguyên cũng chớp động, thần đao tử quang vụt thoát đi. Chỉ lực hữu thủ của Văn Thảo Nguyên cũng vụt phát ra. Thần đao tử quang bay lượn cực nhanh, chỉ pháp độc tôn cũng xẹt ra cực lẹ. Thần đao tử quang và chỉ pháp độc tôn khẽ chạm nhau. Rất êm, rất nhẹ, nhưng lại phát ra một chớp sáng. Sáng lòa, sáng chói mắt. Song phương cùng chớp mắt, song phương cùng mở mắt. Lão quân chủ ác ma mở mắt kinh ngạc mà nhìn, thấy Văn Thảo Nguyên vẫn đứng sững, không suy xuyển, thần đao tử quang đã biến đầu mất. Văn Thảo Nguyên mở mắt kinh ngạc, thấy thần đao tử quang không làm hại được mình, chỉ pháp độc tôn hòa vào không gian mất tăm. Chợt nghe thấy đau, lão quân chủ cúi đầu mà nhìn. Nhìn thấy máu nhiễu giọt, Văn Thảo Nguyên trố mắt mà xem. Song phương cùng tìm thấy thần đao tử quang đồng một lúc. Thần đao tử quang đang cắm sâu vào ngực của lão quân chủ ác ma. Máu từ chui của thần đao tử quang đang nhỏ xuống. Lão nhìn vào vết thương chí tử mà như không tin vào điều mắt đang nhìn thấy. Văn Thảo Nguyên cứ ngỡ mình đang mơ. Nhìn thần sắc của lão ác ma lúc này mà Văn Thảo Nguyên phải khiếp sợ. Khuôn mặt lão đã đỏ mọng lên, màu đỏ không khác gì màu máu của lão đang loang xuống sân bằng gạch đá vân nam trắng. Màu da trên hai bàn tay của lão cũng đỏ. Lão quân chủ thôi nhìn vết tử thương. Lão đưa mắt nhìn Văn Thảo Nguyên. Lão nói mà không hiểu lão đang nói gì. Sao lại có thể như thế này được? Phịch một tiếng,
lão ngã úp mặt xuống nền đá trắng. Lúc này, máu tươi lại trào ngược lên lưng áo lão. Lão xoải tay xoải chân mà nằm đó, nằm gọn trong chữ nhân khảm sẵn trên nền đá. Hai tay lão ôm trọn chữ nhân vào người như mộng đổ bá vương của lão. Ngẫm nghĩ lại câu nói cuối của lão, và Thảo Nguyên cũng tự hỏi, sao lại như thế được nhỉ? Do Duy Ngã Độc Tôn chỉ pháp khắc chế và đánh bật thần đao tử quang quay về đâm phải lão. Do lão sung huyết mà đứt ngang luồn kình khí vận hành thuật phi đao, khiến chỉ pháp độc tôn đánh ngược thần đao tử quang bay về lão. Lão không còn sức để tránh né hoặc đón đỡ. Do lão có tả tâm, khiến thuật phi đao hợp với chánh tâm của Văn Thảo Nguyên lúc phát chỉ đã khiến cho thần đao tử quang bay ngược mà diệt lão, diệt hàn tả tâm. Không tài nào hiểu được căn nguyên, chỉ biết lão đã chết, thật sự đã chết. Ác ma đã chết hẳn, bạo ngược đã tàn. Văn Thảo Nguyên cứ đứng ngẩn người mà nhìn lão đăm đăm, mà chiêm nghiệm. Nếu không có tiếng hỏi đột ngột phát lên, không biết Văn Thảo Nguyên còn đứng bao lâu nữa. Lão đã chết, cung chủ đã diệt lão. Quay người lại nhìn, Văn Thảo Nguyên nhận ra người vừa lên tiếng hỏi đó là Võ Lâm Thần Toán. Lão đang đứng cùng với tứ đại hộ pháp của ảo ma cung. Lục tục theo sau, đang ào ào tiến vào đứng đầy cả sân địa là môn nhân ảo ma cung. Tiếng reo hò chợt nổ tung ra. Tiếng hò reo làm kinh thiên động địa đến một nhóm người. Họ cũng đang tiến dần đến. Họ từ phía sau quân sơn đạo am mà đến. Gồm bốn nữ nhân, dẫn đầu là một ni cô đứng tuổi, mẹ của Nam Cung Ngọc. Tiếp theo sau, lần lượt là các ni cô tuổi còn hoa niên, Trịnh Hiển Thiên, Tư Đổ Sương, Đinh Phượng. Cả bốn người đều đang nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn xúc động, hoặc nén lại cơn giận dữ. Cả tám con mắt đều chiếu xạ vào lão quân chủ tà ác đang nằm đó. Văn Thảo Nguyên không đành lên tiếng, cứ thế yên mà nhìn, mà chờ đợi cơn giận dữ bộc phát. Họ không bộc phát cơn giận. Ba ni cô đứng sau, theo gương ni cô đứng trước mà nhắm mắt, cúi đầu chắp tay niệm Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi tất cả đều đứng im, không nhìn, không nói. Chợt hữu thần lỗ trung của ảo ma cung xuất hiện, trong tay lỗ trung đang nắm giữ một người. Hữu thần lỗ trung hướng ngay vào Văn Thảo Nguyên mà nói, cung chủ, tất cả dư đồ của lão tặc đều đã bị giết sạch, duy chỉ có tên này bỏ chạy trước. Hạ nhân bắt gặp hắn đang ở hậu đỉnh nên ra tay bắt giữ lấy hắn. Cung chủ, xin cung chủ định đoạt. Nghe lọt lời này, tên nọ vội ngẩng mặt lên nhìn Văn Thảo Nguyên mà van xin mà cầu khẩn. Cao huynh, cung chủ, Cao cung chủ xin tha mạng, tiểu nhân biết tội rồi, xin tha mạng, tha mạng. Văn Thảo Nguyên nhìn ra, hắn chính là tên đệ lục chuyên lệnh sứ. Văn Thảo Nguyên cũng đã định tha cho hắn, vì xét trước nay chưa nghe danh ác nào của hắn. Nhưng Văn Thảo Nguyên cũng lên tiếng hỏi, các hạ, xin cho hỏi, Tam Tú Thần Ưng hiện đang ở đâu? Nghe câu hỏi này, Trình Hiển Thiên đang cúi đầu nhắm mắt đã vội ngẩng đầu lên, xả hai ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi môi của gã mà chờ nghe. Đệ lục chuyên lệnh sứ nghe giọng lưỡi của Văn Thảo Nguyên không có ý gì là muốn giết hắn, nên hắn thành khẩn mà đáp ngay. Bẩm công chủ, bọn Tam Tú Thần Ưng do quá nhiều tham vọng, hơn nữa đã nhiều lần không làm tròn bổn phận của quân của lão. Lão này sai đặt nên đã bị lão này giam vào mộ vương ở Kim Lăng. Thoáng giật mình, Văn Thảo Nguyên hỏi gặng lại, bị giam à? Bao lâu rồi? Đã được tha chưa? Hắn đáp, vâng, thưa công chủ, đúng là đã bị giam. Chính tiểu nhân đã dẫn bọn chúng đi và giam lại. Đã được hơn một năm rồi. Dạ, bọn hắn chưa được lệnh tha. Giờ này chắc bọn chúng vẫn còn trong đó. Một tiếng vâng, hai tiếng bẩm, Văn Thảo Nguyên thật không sao chịu được cung cách này nên khó chịu mà hỏi thêm, các hạ vào hậu đình để làm gì, nói nghe xem. Như có gì phải giấu, hắn len lén đưa mắt nhìn chỗ khác, lúng túng mà nói, dạ thật sự không có gì ạ. Hữu thần lỗ trung cũng bực cho cái lối nịnh nọt của hắn nên xô mạnh một cái làm hắn té dập dúi về phía trước. Hắn lồm cồm bỏ dậy, dưới đất chỗ ngực hắn vừa đập xuống còn rơi lại một quyển kinh. Hắn đưa tay chộp vội nhưng không nhanh bằng Văn Thảo Nguyên. Văn Thảo Nguyên vẫy tay một cái, quyển kinh sách đã tự bay vào tay. Đưa mắt nhìn ngay tựa đề đã thấy Thái Hà Đổ Tiên Giải. Tiến nhanh lại chỗ lão quân chủ đang nằm, lật ngửa xác lão lên, xác lão đã lạnh. Văn Thảo Nguyên rút ngay thần đao tử quang ra. Thần đao vẫn tinh khiết, không nhuốm một giọt máu nào cả. Cặp cả hai lại làm một vật. Văn Thảo Nguyên bước lại gần mẹ của Nam Cung Ngọc dâng ra và nói,
Bá mẫu, vật của Nam Cung lão gia, tiểu bối xin giao hoàn. Vẫn cúi đầu nhắm mắt, Nico, mẹ của Nam Cung Ngọc nói: A-di-đà Phật, ta đã thí phát quy y thì tài vật là vật ngoại thân. Hơn nữa, vì vật này mà thân gia ta phải ly tán, ta không nhận đâu. Thiếu hiệp là người đức độ, xin cứ giữ lấy, miễn phải giao hoàn. Biết ý bà đã quyết, Văn Thảo Nguyên chợt nảy ra một ý hay. Cất kinh sách và thần đao vào lòng, Văn Thảo Nguyên lại quay về phía Trịnh Hiển Thiên mà nói: Trịnh, à Nico, trước đây tài hạ có hứa sẽ tìm và giao Tam Tú Thần Ưng cho Nico xử trí. Nay bọn chúng vô tình đã chết sạch, cùng với toàn thể những người đã bị lão tặc giam giữ. Vậy còn một nguyên hung đây, xin giao lại cho Nico, mong Nico nhận lấy thay cho Tam Tú Thần Ưng. Nico Trịnh Hiển Thiên mắt tóe hung quang, từ nãy giờ không thôi nhìn gã đệ lục chuyên lệnh sứ. Nay nghe Văn Thảo Nguyên nói vậy, nét mặt không che được sự vui mừng. Nico Trịnh Hiển Thiên nói: Đa tạ cao thiếu hiệp. Biết Trịnh Hiển Thiên chưa rõ thân thế của mình nên gọi vậy, Văn Thảo Nguyên không bận tâm mà đính chính. Còn gã đệ lục chuyên lệnh sứ thấy sự tình diễn biến như vậy, gã gào lên: Tại sao? Không phải công chủ đã hứa tha mạng rồi sao? Sao ngươi nuốt lời? Nhún vai, Văn Thảo Nguyên nói: Nguyên ta đã có ý tha ngươi, nhưng ngươi quá tham, ác tâm vẫn còn, khó mà tha được. Huống gì, ngươi nhớ lại mà xem, ta đã nói tha mạng cho ngươi đâu. Nico Trịnh Hiển Thiên tay đã lăm lăm trưởng kiếm, tiến lại gần gã đệ lục chuyên lệnh sứ, gã vội phi thân bỏ chạy. Chạy đi đâu? Văn Thảo Nguyên quát lên và hữu thủ phất theo. Gã liền ngã lăn ra, võ công đã bị Văn Thảo Nguyên phế bỏ. Bước đến gần, Trịnh Hiển Thiên giơ cao trường kiếm mà nói mà khấn, đang khi nước mắt lưng tròng: Già già, già già có linh thiêng, xin về đây xem nữ nhi báo thù. Phập, đầu gã đã đứt lìa. Gã chết không một tiếng rên la, vì gã đã hôn mê ngay khi nghe Trịnh Hiển Thiên khấn. Ném ngay kiếm xuống đất, cảnh sát gã đệ lục chuyên lệnh sứ, Nico Trịnh Hiển Thiên thụp ngồi xuống mà bưng mặt khóc, kéo theo những tiếng khóc của Đinh Phượng và Tư Đổ Sương. Bối rối, Văn Thảo Nguyên đứng nhìn mà không biết phải nói gì để an ủi. Võ Lâm Thần Toán lại lên tiếng: Công chủ, còn quân sơn đã am này ta phải làm gì đây? Ngẫm nghĩ một lúc, Văn Thảo Nguyên lại hỏi: Lão toán tính sao? Như đã có định kiến, lão Võ Lâm Thần Toán vội đáp: Phải hủy đi. Văn Thảo Nguyên gật đầu tán đồng: Được, lão cho người làm đi. Nói xong, không chờ cho Võ Lâm Thần Toán kịp đi, Văn Thảo Nguyên nói tiếp: Lão sư huynh, sáng ngày mai lão sư huynh hãy cho mọi người về cung trước đi, còn lão sư huynh hãy đi theo tiểu đệ, chúng ta sẽ về sau. Tuy không hiểu Văn Thảo Nguyên muốn đi đâu và làm gì, nhưng Võ Lâm Thần Toán vội gật đầu đồng ý. Đợi cho Văn Thảo Nguyên đã quay người bước đi xa, Võ Lâm Thần Toán cho môn nhân ảo ma cung tiến hành phá hủy quân sơn đạo am. Mặt trời đã lên cao, xung quanh đều vắng lặng, chỉ còn hai bóng người đứng đó, Văn Thảo Nguyên và Võ Lâm Thần Toán. Cả hai cùng đưa mắt nhìn về hướng quân sơn đạo am. Xa quá, không nhìn rõ được, nhưng trên cao vẫn còn những đợt khói bay lên, quân sơn đạo am đã hoàn toàn bị phá hủy. Trầm mặc một lúc, Văn Thảo Nguyên lên tiếng hỏi: Lão sư huynh, việc đêm qua, còn mọi người ở các môn phái thì sao? Võ Lâm Thần Toán khẽ nghiêng mình mà đáp: Huyền Hạc tiểu đạo, Tâm Như tiểu ni, Khương Hoắc, kẻ thì chết trong lúc hỗn chiến, kẻ thì sợ tiểu đệ công chủ bắt tội nên đã tự sát. Chép miệng thở dài, Văn Thảo Nguyên than: Thế là thất đại môn phái, ba đại bang cơ hồ tan rã hết. Lúc này và tại đây, chỉ còn là việc nội bộ của các môn bang phái. Chúng ta không cần phải ở đây làm gì, đi thôi lão sư huynh. Võ Lâm Thần Toán đem nghi vấn trong lòng từ đêm qua mà hỏi: Công chủ định đi đâu, làm việc gì nữa? Văn Thảo Nguyên ngước mắt nhìn xa xăm mà nói: Đến Đại Biệt Sơn, đưa hài cốt tiên sư về cung phủ, sau nữa để lại bí kíp và thần đao vào chỗ nó vốn có, gửi lại cho tiền nhân, đợi chờ ngày hữu duyên vậy. Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán nói như để tiếp lời: Đây là chuyện mà chúng ta cần và nên làm. Cả hai cùng lướt nhanh về hướng Đại Biệt Sơn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Ảo Ảnh Ma Pháp của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.